Hello các bạn, lựu đạn là một loại chất tinh trùng. Khi có nó trong tay, việc cover đồng đội sẽ trở nên rất dễ dàng. Tất cả kẻ địch đứng trong vùng sát thương đều lớp 2, lớp 3 hoặc là yếu. Đặc biệt ném lựu đạn không cần có một kỹ năng giỏi, chúng ta không cần có một thao tác tay nhanh, chỉ cần biết quan sát và phán đoán vị trí của kẻ địch là đã có thể ném rồi. Mình thì leo tách đấu rất nhiều mùa rồi, mặc dù mình không có hay, mình leo chủ yếu là bằng lựu đạn. Các bạn xem hết clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn cách lém điệu vô cùng đẳng cấp của việc Tiger VQC. Nhưng ok, gần đây lựu đạn đã giảm chất thương rất nhiều, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến hiệu quả mà lựu đạn mang lại. Tuy giờ chỉ còn lút được 2 quả lựu đạn thôi, nhưng vẫn có những thủ thuật để lút được 4 quả một lúc. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lút 4 quả lựu đạn khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần mua 2 quả và bảo đồng đội vứt ra 2 quả. Sau đó chúng ta mở túi đồ lên, vứt 1 quả trong túi đồ ra là đã có 3 quả bên ngoài. Chúng ta chỉ cần lấy 3 ngón tay ấn cùng một lúc vào 3 quả bom ở bên ngoài là 3 quả bom đấy nó sẽ bay vào trong túi đồ của chúng ta ngay. Còn nếu bạn nào tay to không ấn được cùng một lúc như mình thì các bạn làm theo mình. Chúng ta ấn vào phần cài đặt chung, kéo xuống và chọn vào phần trợ lăng. Tại trợ lăng kéo xuống và chọn vào phần cảm ứng, ấn vào phần nút home ảo, kéo xuống tiếp vào phần tạo cử chỉ mới. Chúng ta chụm 3 ngón tay lại làm sao cho gần nhau nhất có thể và ấn vào màn hình cùng một lúc. 3 ngón tay này của chúng ta sẽ giúp chúng ta ấn vào ô đồ nhanh hơn và chuẩn hơn. Ấn lưu, đặt tên là Việt Tiger VQC cho dễ nhớ. Ấn lưu một lần nữa, chúng ta đã có ngay một cử chỉ. Chúng ta chỉ cần ấn vào lúc không ảo, ấn vào tùy chỉnh, ấn vào Việt Tiger là cử chỉ nó sẽ hiện ra. Nó sẽ giúp chúng ta lút đồ một cách chuẩn nhất, nhanh nhất. Khi chúng ta đang trong trận, chỉ cần mở nút home lên, ấn vào tùy chỉnh. Sau đó thì chọn Việt Tiger chúng ta đã cài đặt sẵn. Chỉ cần di chính xác vào ô đồ. Sau đó thì ấn 3 ngón tay, nó sẽ thay cho 3 ngón tay thật của chúng ta lút đồ. Và chúng ta sẽ có 4 quả. Muốn tắt 3 ngón tay đi, chỉ cần mở lại nút home một lần nữa là xong. Ok, thì xong phần nút được nhiều bom rồi. Bây giờ chúng ta đến với phần luyện tập ném bom nhé. Để ném bom được như mình thì anh em cần phải luyện tập thật nhiều. Và luyện tập như nào thì cụ thể cuối video mình sẽ hướng dẫn anh em. Ném bom chúng ta rất lợi. Khi mà địch ở dưới quá sâu chúng ta không thể công xuống được thì chúng ta có thể dùng bom ném giết địch được. Và khi bắn lớp được địch chúng ta cũng có thể lấy bom chúng ta gạt. Gạt cho khỏi cứu luôn anh em ạ. Nếu địch ở trên nhà, chúng ta có thể giết địch bằng bom, không cần trực tiếp chúng ta công lên. Nhưng mà khuyến khích anh em là khi địch công lên thì đừng có lém nhé. Tại vì khi địch công lên thì lém thì chủ yếu là chúng ta cũng dính sát thương. Thì bên tay trái của anh em sẽ có một cái loot bom, khi ấn vào thì chúng ta sẽ gọi cái hành động đó là hành động ke bom nhé. Khi ấn giữ vào quả bom, bên trái chúng ta sẽ có một loot hình quả bom nhỏ. Ấn vào chúng ta sẽ nghe thấy 8 tiếng tít. Khi hết 8 tiếng tít đấy, quả bom sẽ nổ. Đó chính là thời gian để cho bom nổ, giống như bom hẹn giờ vậy. Ok, thì ném bom như nào cho hay. Một quả bom của chúng ta sẽ có 8 tiếng tít để nổ. Chúng ta sẽ chia nó làm 3 phần. Đó chính là tầm xa, tầm trung và tầm gần. Tầm gần của chúng ta nghe 6 tiếng tít. Khoảng cách sẽ rơi vào độ 5-6 mét. Tập trung chúng ta nghe 4 tiếng tít. Khoảng cách lúc này sẽ là độ 10-15 mét. Tầm xa chúng ta nghe 2 tiếng tít. Thậm chí là 1 tiếng hoặc là không cần nghe. Còn nếu như địch ở xa, ở khoảng địch chạy được mà chúng ta ném được thì chúng ta nghe khoảng 1 tiếng hoặc ấn phát chúng ta ném luôn. First blood. Địch đứng ở sau thùng trắng kia chúng ta sẽ kêu là 4 tiếng. Cũng có thể là 3 tiếng. First. Tầm gần chúng ta sẽ kêu cũng có thể kêu là 6 tiếng. Đó. First blood.
Đây là tập trung, chúng ta theo 4 tiếng. Đây là tập trung nhưng mà nó cũng hơi gần. Chúng ta theo 4 đến 5 tiếng nha. First blood. Không nên khi mà địch đứng ở gần quá hoặc địch đang cuốn máu thì tốt nhất là chúng ta không nên, chứ đừng có đứng ném bom. Bởi vì khi ném bom thì nó sẽ hiện cái thông báo là có bom ở gần để cho địch biết mà chạy. Vì vậy nên là rất nguy hiểm. Khi chúng ta cầm bom chúng ta không để thay đổi sang súng kịp. Nếu như địch mà biết chúng ta ném bom, địch công lên chúng ta sẽ chết. Vì thế nếu như địch đứng gần mà chúng ta muốn ném bom hoặc là không tiện để công lên thì chúng ta có thể chủ động lùi ra sau và ném. Còn nếu tầm xa thì chúng ta vẫn kia bom như thế thôi, tập luyện dần dần. First blood. Nếu như địch ở khoảng cách quá tầm với thì chúng ta tốt nhất là không nên keo mà ném luôn. Khi keo bom thì nó sẽ không dính được sát thương, sẽ nổi nhanh hơn là ném luôn. Ví dụ đây địch đang đứng ở cái cột không có góc để chạy thì chúng ta không cần keo bom, chúng ta cứ thế ném luôn sẽ là rất hiệu quả. Chúc các bạn tập luyện thành công. Cảm ơn mọi người đã xem video.